Mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2015. Thế các vị là đây là đoạn rất là ngắn, chẳng dính chán chi với cái chuyện hồi nãy nghe. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tạc tương vi tử. Đi vào cái công vô hành trì rất ư là lời nghiêm Phật. Mình chép chữ Hán tặng cho các vị trước đã. Vọng tâm thủ chân lý là thủ xả chi tâm. Thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành. Chân thành nhận tật tương vi tử. Xả vọng tâm nghĩa là mình bỏ, mình trốn chạy, mình từ chối cái tâm thế của lăng xăng suy nghĩ vẩn vơ. Thủ chân lý là mình nắm chặt cái tâm yên ổn bất động, tức là xả vọng cầu chân đó, nếu mà dùng cái từ rất là dễ hiểu. Quay lưng lại với cái trạng thái tâm vận động, hướng tâm về cái não yên lặng tĩnh tại. Thì cái tâm mà trối bỏ hoặc là rượt đuổi này, nó là một loại tâm rất là lừa bịp ta. Xả ngụy có nghĩa là nó khôn khéo vô cùng, nó lừa bịp mình mà mình không biết. Cũng là loại tâm sinh diệt như vậy, không khác gì cả. Mình học nhân bất liễu dụng tu hành. Nếu người tu tập không có rõ ràng về điều này mà dùng cái tâm này để tu tập, thế thì chân thành là thiệt là đúng là nhận tạc tương y tử, là nhận giặc làm con thôi, không có cách chi anh nấu cá mà thành cơm được, đúng cái từ ở trong cái Tân Nghiêm Phật dạy vậy. Không rõ được chân và vọng, dùng vọng thức để tu tập giống như nấu cá thành cơm, không lời nào có được. Đây là chuyên đi vô pháp hành. Thế rồi từ cái điều này chúng ta sẽ đi vô những cái chiều cạn sâu của đời sống tu tập chúng ta. Mình đọc âm lại cho các vị chép là: xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xả ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tạc tương vi tử. Các vị phía sau chép được hả? Còn những người chưa chép thì thuộc lòng luôn cho khỏe. Thế là mình chép cái bản dịch của Trúc Thiên.
buông vọng tâm, giữ chân lý. Buông giữ tâm, hoàn tâm xảo nguyện. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý. Chị xảo này có hàm nghĩa là khéo nghe, xảo rất là khéo, thiện xảo phương tiện đó. Quỷ này thì lừa dối, lừa biện. Cái việc lừa dối bình thường thì nhận ra được, nhưng mà cái lừa dối ở cái tầm mức rất là thông minh của tâm thức thì các vị lại không có thể đề phòng được. Cái người ít học lừa gạt ta thì ta biết ngay, mà cái dân nó có trình độ nó lừa gạt thì nó đâu có phải lấy tiền các vị bằng cái cách lừa gạt bình thường đâu, nó lấy từ trong công ăn các vị, nó lấy bằng tỷ trên một bát không được, nó đủ khôn ngoan vậy. Thì từ cái ví dụ đó thì chúng ta trở lại con đường tu cũng vậy. Cái cấp độ bình thường đó là ta quen cái phong cách rằng là tu là bỏ ác, trả theo thiện. Đây là mức độ vô cùng là đơn giản, ai cũng biết cả. Và ở cái trường mức đó thì chúng ta không nói làm chi, tại vì trên cái nền tảng nhân quả tội phước, cái điều này rất là cơ bản của đời sống bình thường chúng ta nghe. À, cái nền tảng nhân quân lên trên, thế thì người ta tự nhiên biết việc phải làm, đó là trên cuộc đời này. Mỗi một hành động, mỗi một suy nghĩ, mỗi một lời nói nó đều có sự hoàn tác nhất định. Anh nói lời lành, anh suy nghĩ điều lành, anh hành xử rất là lành thiện thì nó hoàn tác lại cái quả lành đến với anh. Đây là nền tảng rất là căn bản. Thì ở cái nền tảng căn bản như thế này thì đòi hỏi cái tâm người ta luôn là một cái sự lựa chọn đắn đo vô cùng để có thể sống giữa cuộc đời, chứ không phải là anh cứ bỏ hết cái sự thông minh đi, không biết con đường phải, con đường quấy, không biết nẻo nào ngay, nẻo nào cong, mà có thể gọi là tôi đang sống với cái trạng thái tâm tu tập chứ không. Mình chưa bước vô cái tầng đầu, mình nghe cái này có khi mình lùng bùng lỗ tai, cho nên mình chia sẻ nhiều tầng để cho các vị đi vô cho dễ. Bây giờ trước khi xóa này đọc đó đã. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo nguy. Học nhân bất liễu dũng tu hành, chân thành nhận tật tương vi tử. Bây giờ mình xóa này ha. Thế các vị, cái tầng đầu tiên mình chia sẻ đó là điều thứ nhất, đó là phân biệt. Việc tin tưởng nghe thiện ác ạ. Mình tu mà ù ù cà cà, không biết thế nào thiện thế nào ác thì không tu được. Ví dụ như các vị học đơn giản thôi, mà các vị không phân biệt được ông thầy này nói như thế là hợp lý, ông thầy kia nói như thế là không hợp lý, thế thì cũng không có thể trở thành người học trò giỏi nghe.
làm thầy dở thì người ta cho phép, nhưng mà làm học trò dở không ai cho phép. Nói như vậy nhưng mà điều này đúng. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái môi trường giáo dục người ta mời một lớp học bao nhiêu thầy, các vị biết không? Một môn một thầy, phải không? Thế thì các vị phải học tất cả những môn học của nhà trường nhé. Thế cho nên là, thưa các vị, làm thầy dở thì còn cho phép, có thể kiếm công ăn việc làm còn được và có thể đứng lớp được. Nhưng mà học trò mà không giỏi thì sao? Thấy ông thầy nào cũng như thầy nào là một, không biết ông nào giỏi để có thể đầu tư năng lực mình cho cái môn học. Và thứ hai là thi rớt. Và chuyện nó là như vậy. Rồi cái điều nó vô cùng là dễ là nếu các vị học một môn với ba cái thầy dạy thì cái chuyện phân biệt ông thầy nào có khả năng truyền đạt các vị nó có không có? Phải không? Ví dụ như các vị học nhiều môn thì các vị không thể đối chiếu được, nhưng mà chỉ một môn thôi. Ví dụ như các vị học lý hóa thôi, 10 thầy tới dạy lý hóa cùng một bài đó, thì các vị học các vị dư biết ông nào có khả năng truyền đạt được hay không được. Vô nói ba câu thôi và biết ông đó giải ra làm sao. Giống như người ta có câu ngạn ngữ là con ruồi ba ngang tôi biết rồi, được rồi cái rồi. Và nói lại một cách dễ thương hơn là con bò đi ngang tôi biết rồi, được rồi cái rồi, biết không? Thì nó rất là tự, nó rất là hữu lý. Thế các vị, do vậy cho anh ta cho phép thầy có thể dở nhưng mà không cho phép học trò dở. Cái con đường nhân thế học trò mà dở thì người ta chỉ học không đậu, người ta thi rớt, làm không ra tiền. Nhưng mà con đường tâm linh mà học trò dở thì sao? Chọn lầm đường, đi lầm lối. Và thưa các vị, có khi mất một đời như chơi nghe. Các vị bị lạc dẫn trong cái thế giới không phải là con đường chánh pháp. Tu để cho có thần thông ba linh cõi trời để gặp Tề Thiên Đại Thánh. Và mình tin điều này thì chuyện gì phát sinh? Không phải hư một đời, không phải thành khỉ mà làm từ thiên, không phải hư một đời đó là bán cái mạng của mình cho cái chuyện vẫn mơ là lạc nẻo vào tà giáo, tà đạo, lạc nẻo vào cái con đường thần thông mà còn hư luôn nhiều đời. Cái chủng nhân không phải chánh pháp mẹ vô tâm thức các vị rồi có ghi là mất 10 kiếp gột nó ra chứ không phải một kiếp. Chủ nhân chánh pháp gieo thì nó lại khó, mà chủ nhân tà pháp gieo vô tâm thức thì nó lại dễ nghe. Tại sao vậy? Chánh pháp do vì điều thứ nhất, thưa các vị, hàng quý người ta không có phải là quảng cáo, càng không cần là màu mè qua lá cành. Hàng quý người ta chọn mặt gửi vàng chứ. Kim cương thiệt của tôi thì tôi để nó cái giá ra cái giá như vậy, mua thì đi về chứ không hạ giá, phải không? Còn nếu mà kim cương giả thì thưa các vị, tôi mời chào đôn đã, tôi nói năng giá rất là dễ chịu và người ta mua được viên kim cương thì tôi đã có lời rồi. Tức là hàng giả người ta mời chào rất là ngọt ngào, còn hàng thiệt thì không mời chào nhé. Mà hàng thiệt mà không bán mà hàng thiệt cho nữa thì các vị như rằng là người ta có cần có bị mua hay không vậy? Không. Hàng thiệt cho là cho nên nó nắm lọc 10 lừa. Học đạo để ứng dụng được sự tu tập thì anh đến đây và nắm lọc 10 lừa đến lọt vô cửa. Còn nếu mà anh không phải là người có nhiệt tình tu tập, không rớt hết cái lớp bản ngã bên ngoài thì bị điểm trán. Điểm đáng là chi? Xí vô mặt, chửi một vài câu để về mất đường hồng trở lại với mất công. Cho nên hàng càng quý càng lọc lừa thiết hạ. Con đường chánh pháp vô không dễ là vậy. Điều này thưa các vị, đừng nghĩ rằng đạo Phật không từ bi nhé. Mà tại sao phải làm như vậy? Thưa các vị, rõ ràng là con đường của Phật giáo tới hôm nay duy trì được cái bản sắc gần nhất cái mức độ đời thường là có được cái chánh kiến, đào tạo được thế hệ tăng lữ để có tài năng truyền đạt được chánh pháp thì ít, mà thành phần tăng lữ lợi dụng đạo Phật để sống qua ngày thì nó quá đông. Đó là cái công trình của các tổ đã vô cùng năm lọc người lừa để tuyển người vào cửa mà còn sinh ra cái tình trạng nhiều rác như thế. Huống nữa
Nếu không có tuyển lựa như thế thì người ta đem Đức Phật ra người ta mua bán từ lâu rồi. Bây giờ họ đã mua bán nhưng mà vẫn còn một góc nào đó để cho chúng ta học hỏi và hành trì. Thế thì thưa đại chúng, phân biệt tinh tường thiện ác nó hàm nghĩa rằng là chúng ta phải đủ năng lực trí tuệ đi vào con đường tu tập. Ngay bước đầu học Phật Pháp thôi để xin văn tuệ thôi thì các vị biết rằng nó không phải là một ngàn bữa. Nó không phải là đòi hỏi các vị khơi khơi mà có thể có được cái khả năng phát sinh tự giác từ nghe, từ đọc. Nó đòi hỏi cái công trình các vị có khi phải khảo sát một dọc dài thế này. Và đi vô thánh giáo của Như Lai, thưa các vị, có khi chúng ta phải đi qua rất là nhiều cái lớp cửa. Cái lớp cửa của hào quang, quyền hoặc của đạo Phật nó tạo ra cũng là một cái loại lớp cửa mà khó người vượt ngang qua. Và đi ngang qua lớp cửa thứ hai để thể thành là con đường tu là lớp cửa của tổ chức đạo Phật nghe. Một là tổ chức nè, mình nói điều này rồi giờ nói lại thôi. Thứ hai hình thức nè, rồi thứ ba cái đến tu học chánh pháp nè. Rồi thứ tư mới đến hành trì nè. Rồi thứ năm mới trải nghiệm nha. Và cuối cùng mới chứng nghiệm. Nhiều tầng quá ha, nghe mắc sợ quá. Nhưng mà đó là như vậy. Thông thường ta cứ nhìn vào Phật qua cái khung bên ngoài, khung gỗ, nó là cái hình thức tổ chức thôi. Mình cứ tưởng là này giáo hội, này hội đoàn, này là tập thể. Nhưng mà thưa các vị, con đường tu thực sự nó không phải là con đường phổ thông của nhiều người. Mà con đường rất ư là đơn độc, rất ư là cá nhân. Con đường của tập thể, thưa các vị, nó chẳng qua là xây dựng cái tính tổ chức để nó hình thành một cái cơ chế hay là một đoàn thể. Tất nhiên là nó tạo thành được một cái sức mạnh rất là lớn, nhưng mà cái điều đặc biệt trên hành tinh của chúng ta là không một tổ chức nào không mang ít nhiều cái tính chính trị bên trong cả. Điều này rất là tự nhiên thôi. Tại vì khi có tổ chức thì có rất là nhiều trình độ con người đi vô, cho nên người ta cần có một cái hệ thống điều hành, phải không? Để bảo vệ, để duy trì, để có thể điều phối được cho nó đừng sinh ra cái tình trạng là bất an hoặc là sao động bên trong. Đó là nội dung ban đầu rất đẹp đẽ của tất cả những tổ chức có mặt. Thế là điều thứ hai nó xảy ra. Tôi hình dung rằng cái tổ chức đó, rồi dù rằng cái tổ chức đạo Phật sống với tinh thần tự giác của Như Lai, thế nhưng mà anh sống ở đâu? Trên mặt đại địa này. Trên mặt đại địa này nó hàm nghĩa rằng là trong một cơ chế quản lý của một chính quyền, phải không? Của một vùng đất mà người ta đang khống trị. Và không có ông vua nào là vị thiên đế từ trên trời rớt xuống cả. Thế rồi nếu cái may mắn thì trong cái tổ chức đạo Phật đó có những vị thầy, những vị sư, những vị thiền sư hay là những vị tông chủ lãnh đạo mà tràn đầy tự giác. Tham sân si đã được diệt sạch, tâm thức nó trắng, sạch như một mảnh giấy trắng. Thế thì khó mà người ta nhượng được điều chi. Còn nếu những vị sư đó hơn phàm phu tăng chút xíu thôi, tức là ông có tu tập, ông có đạo hạnh, thế nhưng mà cái khả năng tập khí tham sân si bên trong, cái tập khí hướng về quyền lực, nó còn vi tế tiềm phục, thế thì cái thế lực tổ chức xã hội đời thường nó lệch lời, nó đi vô, nó mời gọi. Thế thì thưa các vị, nó xâm lấn dần dần thì tổ chức nó trở thành một tổ chức mang đặc tính là chính trị trá hình. Tôn giáo hình thành tổ chức thì ít nhiều gì nó cũng mang sắc thái vậy. Yếu tố thứ hai không thể tránh được là thế này, thưa các vị, không, trong quá khứ thì không nói nghe, cái thời mà cái cơ chế tổ chức nó còn vô cùng lỏng lẻo. Thậm chí cái thời quân chủ thôi,
tức là cái thời vua chúa từ thế kỷ thứ 10, 17 của thời Trung Hoa Phật giáo đăng thịnh đó, thì các vị hình dung rằng chưa có một thời nào những vị hoàng đế Trung Hoa không dùng đạo Phật như một phương tiện để phổ biến chiếu lệnh của triều đình, cho nên đều phong những vị sư làm tăng thống tăng can cả, tức là người lãnh đạo luôn cả giáo đoàn. Điều này nó phải xảy ra thôi. Tại sao? Thưa các vị, nắm từ người dân rất cực, nhưng là nắm một người lãnh đạo tôn giáo thì nó dễ hơn rất nhiều. Và tâm thức chúng ta thì thưa các vị đều một bề tuân theo các vị thầy, các vị linh mục, các vị mục sư nghe. Một ông có ít nhất là cũng 50-70 người Phật tử tín đồ, đó là chuyện ít nghe. Nhiều hơn là có chuyện vài ngàn người. Thế cho nên không một thế lực chính trị nào từ thời quân chủ cho tới thời độc tài cho tới thời dân chủ không có bàn tay của chính quyền, của FBI, của bộ phận chính phủ đi vô để trông nom chăm sóc, hoặc là khống chế sự phát triển của họ, hay là lợi dụng họ. Hai điều này nó luôn xảy ra nghe. Khi có tổ chức thì đều có hai cái ý đồ nó đi vô. Tại sao vậy? Tại vì không kéo hẳn lòng đó. Lịch sử nhân loại đã từng có những tổ chức tôn giáo làm loạn quốc gia và cướp và thay đổi chính quyền nghe. Các vị nhìn đất Pháp có một vùng nó rất là nhỏ thôi nghe, nó chiếm một cái vùng không có phải là dường như cái vùng đất Monaco á, các vị nhớ không? Ai mà du lịch qua châu Âu thì đến cái vùng đó, nó là một nơi trốn là thần tiên nhé. Đền rẻ nhất nó nằm trên những vùng đồi phía trên, nó là vùng của Monaco và phía dưới là những vùng của Pháp á. Đầu tiên vùng đất đó, thưa các vị, hai vị cha, hai vị linh mục khoác áo dòng nhà dòng đi qua đó, và thưa các vị xây dựng thành một đội quân và chiếm luôn cả vùng đất đó, thành lập một quốc gia trong nước Pháp. Thế thì thưa các vị, những tổ chức tôn giáo ngày xưa cho tới hôm nay đều được chính quyền quan tâm, từ châu Âu tới Á Châu cho tới Mỹ Châu này nữa nghe. Đừng tưởng rằng những cái sinh hoạt tôn giáo chúng ta có mặt nơi đây mà không FBI đi vô, không. Và cũng đừng tưởng rằng cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt chúng ta nơi đây, sinh hoạt Phật Pháp, tổ chức thế này, thế nọ, thế kia mà không có công an cộng sản đi vô, cũng không. Họ không phải mới đi qua, họ đi qua từ năm 75 kia thưa các vị. Điều này mình nói có khi các vị nghĩ rằng mình nói tướng, không có trúng trạc chi, nhưng mà ta hình dung, mình dẫn chút lịch sử à. Thưa các vị, sau 54, những người cộng sản từ miền Bắc đi vô, họ đâu phải là làm dân thường đi vô đâu, như là Quỳnh Ngọc Nhã, như là anh làm cố vấn trong hai nền đệ nhất đệ nhị cộng hòa đó, Vũ Ngọc Nhã, Quỳnh Nhân Trọng là cái anh chàng ở miền Nam thôi, còn anh chàng kia thưa các vị là lý lịch của ảnh đó là một thầy sáo từ trường dòng đi vô nghe, tức là sắp sửa được thụ phong linh mục và triều đình nhà Ngô, tức là nền đệ nhất cộng hòa đặc biệt rất tin tưởng, nằm bên trong của Dinh Độc Lập. Tới tiền thời đệ nhị cộng hòa của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì Vũ Ngọc Nhã vẫn được là ưu ái, vẫn được làm cố vấn chính trị. Chỉ có FBI của Mỹ mới phanh mua ra anh chàng này chính là gián điệp từ miền Bắc cài vô thôi, chứ còn để nhất đi nhị cộng hòa không hề biết. Nên để nhất cộng hòa thì được ông Ngô Đình Cẩn vô cùng trọng thị. Đó, mình dẫn một chút cái lịch sử rất gần thì các vị thấy rằng, thưa các vị, cái tôn giáo tổ chức này nó vô cùng nguy hiểm. Mà mình thì cứ một bề là Phật tử, cho nên mình chọn cái Phật giáo có danh nghĩa đàng hoàng, có lá cờ đàng hoàng, được chính nghĩa đàng hoàng, mình đã biết từ quá khứ tới hôm nay, mình tin theo. Thưa các vị, đây là cái điều đầu tiên, một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để chúng ta nhớ rằng cái con đường mà đi vào đạo Phật đôi khi mình phải rất thông minh,
mà không thì mình chỉ là vô tổ chức chơi vui thôi nhé. Mình hy sinh máu xương, mình quyết lòng chết sống với cái tổ chức, cái danh nghĩa của đạo Phật mình. Và thưa các vị, nó chỉ là cái danh rỗng mà thôi. Bản chất của những tổ chức kia, thưa các vị, nếu càng đi vào chiều sâu thì dù có cái tên gì, dù người ta mạ vàng cái tên đó, nhưng mà kỳ thực bên trong nó không phải là như vậy. Tất nhiên là điều này các vị dùng cái lăng kính tư duy của các vị để suy nghĩ, mình không muốn bàn thêm, nhưng mà để đánh thức nhau rằng có hai con đường tu tập. Một là con đường hướng ngoại, thế thì mình dễ đi vô cái điều này lắm nè. Một là tổ chức, hai là hình thức. Nhưng mà nếu mai mình có cái chủ nhân chánh pháp rất là lâu đời, thì đầu tiên mình cũng đến với tổ chức, sau đó mình cũng đến với hình thức. Thế nhưng mà mình sẽ lọt vô được là có điều kiện học hỏi chánh pháp, có điều kiện để mình có thể phân biệt giảng trạch được, mình có thể đi vào con đường tu tập thực sự được. Từ cái cửa phương tiện này lọt dần vô, lọt dần vô. Nếu có thể chia ra cho nó dễ hiểu thì một là cái tổ chức, nó mang cái đặc tính là một phần hai chính trị đi vô. Tổ chức này thì nó khá thuần, chứ không phải thuần hoàn toàn nha, khá thuần tu học. Rồi cái thuần tu học này, thưa các vị, nó chia làm hai. Một cái đó là quá ưa hình thức. Để làm gì? Để mời gọi những con chiên, tức là mời gọi những con bê lạc đàn, mời gọi những người nhẹ dạ. Còn một loại, thưa các vị, họ có một cái hình thức, nhưng mà bên trong nó có một cái nội dung hình thức cộng với nội dung tu thực sự. Cái phần này bỏ đi nghe, phần này ta lấy lại. Điều thứ hai, mình xin thưa, ai nói rằng đạo Phật không cần hình thức là người đó nói sai. Và mình đã định nghĩa thế này, hình thức không phải là bên ngoài, mà hình thức là cái biểu đạt từ nội dung nghe. Cái nội dung tâm thức anh như thế, cho nên anh biểu đạt ra đời sống bên ngoài như vậy. Mặt anh hiền lành, nó có hai phần. Hiền lành do vì anh quá trang, anh giả vờ, anh làm bộ cười. Thế nhưng mà có những cái hiền lành của mặt người ta, nó thực sự biểu lộ từ bên trong tâm thức. Từ bên trong tâm thức người ta thăng bằng, ổn định, tươi vui. Cho nên mặt người ta dù không cười, nhưng mà nụ cười dường như đang nở. Thế thì hình thức nó là cái biểu lộ từ nội dung, chứ không phải là cái vỏ bên ngoài người ta giả vờ làm. Rồi từ cái định nghĩa như vậy, ta quy chiếu lại, thưa các vị, đạo Phật rất hình thức. Có điều cái phần thứ hai của nó là hình thức là biểu lộ nội dung thực sự của những người tu, chứ không phải là cái trang điểm, cái tô vẽ, cái lừa bịp không. Và người ta có một cái từ rất là dễ để cho chúng ta nhận diện và cảm thông với điều này, là cái từ thân giáo đó, từ thân giáo. Cái từ thân giáo có liên hệ rất là nhiều cái lĩnh vực nha. Thưa các vị, thân giáo là gì? Là hình thức thuần thiện được biểu lộ từ nội dung của tâm thức rất là thuần thiện. Thì thật là ngay pháp hành nó đã hình thức rồi, chứ đừng tưởng rằng là chỉ có quy nghi của một người tu, mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười đoan trang để trao chuốt cái phong cách để lấy lòng người, để thu phục nhân tâm. Không, ngay pháp hành thiền tứ niệm xứ thôi thì các vị thấy là đi vào từ hình thức đó chứ. Hình thức dễ nhận ra đó là đi vào từ pháp hành ngay nơi niệm đang hành. Anh phải biết anh đang đi, anh phải biết anh đang ngồi, anh phải biết anh đang đứng, anh phải biết anh đưa tay, anh nghiêng đầu, anh nheo mắt, nhướng mày. Hay nói cách khác, dễ hiểu là mọi vận hành của thân, vận tốc làm việc của thân nên làm chậm lại. Để làm chi?
để làm cho cái năng lực nhận biết nó luôn phủ sóng tràn đầy từng cái động thái của thân anh, phủ sóng trọn vẹn từng động thái để làm chi? Để làm cho cái năng lực chánh niệm nó luôn sáng bừng trong lúc anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười. Và năng lực nhận biết nó luôn sáng bừng thì dần dần anh sẽ trở thành người quan sát được, buồn được, vui được, ưu tư, phiền muộn, năng sinh, năng diệt trong anh. Nó một tiến trình kéo dài vậy thôi, chứ không phải hình thức. Nó là cái trau chuốt để mình làm dáng làm điệu bên ngoài cho người ta cung kính không. Tại vì tâm anh nó không nương vào hình hài thì nó biểu lộ chỗ nào? Gió nó không thể được nhận biết nếu nó không đi ngang qua những tầng cây là những cây sao động. Cũng vậy, tâm anh là cái vô hình. Anh nắm bắt nó bằng cái việc là nhận diện đây là buồn, đây là vui rất là khó. Trong khi anh nắm bắt nó bằng cái việc biểu lộ mức độ cạn, nó là nhận ra, nó biểu lộ ngay đây thân anh thì rất là dễ, phải không? Không có một người lo lắng bất an cập rập nào về hình thức bên ngoài không biểu lộ cái trạng thái bất an cuốn cuồng sao động cả. Không có một người nào ở tràn đầy sự bình ổn lắng động tĩnh tại mà thân họ không an cả, phải không? Mình thử hình dung là ngồi cứ lắc qua lắc về, lúc la lúc lắc, gãi đầu gãi tai, thế thì biết tâm người kia đầy sao động rồi. Còn một người họ ngồi như một trái núi yên bình tĩnh lặng, cần nói thì họ mỉm cười họ nói, không cần nói thì họ ngồi tĩnh lặng. Dù bao nhiêu người chung quanh họ cũng không thấy nhột nhạt gì cần phải nói hết. Thế thì biết rằng nếu không ổn định từ nội tâm thì hình thức của họ không cách chi ổn định được. Thế cho nên xin thưa, cái câu đầu tiên là đạo Phật rất hình thức. Điều thứ hai, pháp hành cũng rất hình thức. Từ hình thức quạt ngược về bên trong nội dung tâm. Nếu không đi từ hình thức của thân hành thì tôi đố anh có khả năng điều phục được tâm. Không đi từ hình thức đó là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, làm sao ta làm tâm ta ổn định. Thế cho nên bước đầu của người tu, thưa các vị, chưa cần làm chi nhiều. Anh luyện đời sống anh vào chùa rồi thì anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh mở cửa, anh đóng cửa, thưa các vị, đều làm trong một cái trạng thái rất là yên bình tĩnh lặng. Không cần nhiều, mở cửa cái rầm hoặc là đứng lây quay nói làm duyên làm dáng làm đổ cái giác kinh cái rầm rồi biết là vậy là hỏng rồi. Một vị thầy cực giỏi, thưa các vị, mà không có cái chuyện là thô tháo, không có chuyện là đang tụng kinh mà cái tượng Phật ngã cái đùng mà giật mình vậy, không có bình chân như vậy, trời có sập cũng không làm họ giật mình. Không phải là cố tình luyện được điều này. Còn cái chuyện tất nhiên là tâm thức của họ nó yên bình tĩnh lặng. Thế thì cái điều thứ hai, thưa đại chúng, rằng là ngay cái tổ chức nó đã chia vào hai phần. Một phần tổ chức nào dính với phân nửa chính trị. Mình nói phân nửa chính trị nó là ít đó nghe, khiêm tốn lắm đó. Chứ có nó 3/4, 4/5 mà, chứ không ít hơn đâu. Đi vô hết. Và chia ra phần thứ hai là những người, những bậc thầy cực giỏi, có năng lực tu thì họ mới tách được ảnh hưởng từ chính trị đi vô. Và chính trị bây giờ, thưa các vị, nó vô cùng là xảo quỷ. Nói theo cái từ chúng ta vừa học đó, nó rất là thông minh, rất là khôn khéo. Ví dụ, ở Việt Nam, cái bộ phận an ninh là các vị biết, cái từ an ninh là cái từ ta gọi né đi, nhưng mà đó là cái bộ phận công an, phải không? Nó không có mang danh nghĩa rằng tôi là những người trong bộ phận an ninh, tôi đến các chùa, tôi cài đặt cái sinh hoạt của an ninh, chính phủ đi vô sinh hoạt của các chùa, mà nó đến với các chùa với danh nghĩa vô cùng thơm tho. Dạ không? Cái đó, không, cái đó người ta biết, với danh nghĩa là những doanh nhân. Sẵn sàng giúp đỡ. Anh nhân. Chúng tôi là chủ nhiệm hay là giám đốc của một tập đoàn hay là tập đoàn trưởng vân vân, tức là nhiều cái từ ngữ người ta dùng cái tên là những nhà doanh nhân, những nhà kinh doanh, những nhà thành đạt trong thương trường, người ta tới các chùa.
Thưa Thầy, chúng con rất mơ ước là từ cái nguồn tài chánh chúng con kiếm được, thôi con yểm trợ Thầy để Thầy xây dựng một cái giờ lam tự viện lớn nơi cái vùng kia để giúp cho bao nhiêu người người ta đang có cái nhu cầu tu học. Và tổ chức của con là tổ chức phi lợi nhuận. Tổ chức của chúng con gồm những người thiện nguyện. Tổ chức của chúng con gồm có những người Phật tử đã từng yểm trợ các già lam tự viện xin đóng góp để cho Thầy xây dựng cái công trình chùa nè, thiền đường nè, thiền viện nè. Và thế là thưa các vị, họ bỏ ra bao nhiêu tiền các vị biết không? Vài chục tỷ là chuyện bình thường. Vài chục tỷ là chuyện bình thường. Và thưa các vị, họ sẽ chọn những khu đất vô cùng là thuận lợi. Và hai điều nó xảy ra. Điều thứ nhất là đây là cái nơi để họ rửa tiền rất là dễ. Thay vì mafia của châu Âu thì rửa tiền bằng con đường khác, phải không? Mà Việt Nam thì thưa các vị, cái chuyện này là chuyện tự nhiên nha. Điều thứ hai, khi họ bỏ tiền ra cho một công trình già lam tự viện xây dựng thì cái chuyện gì phát sinh? Họ là những người công thần của già lam tự viện đó. Và thưa các vị, không có ông thầy nào không nể vì những người đại thí chủ đã bỏ tiền ra xây dựng già lam tự viện cả. Và ta hình dung rằng từ Bắc chí Nam, già lam tự viện nào mà hoành nguy nga tráng lệ, bạc tỷ nọ bạc tỷ kia thì hỏi chứ cả nước dân nghèo như thế thì tiền ở đâu mà người ta xây dựng to những ngôi chùa to đùng như vậy chứ? Đều là những doanh nhân, mà đa phần những doanh nhân, những người làm giàu được trong thời này thưa các vị đều là dính dáng với ngành an ninh cả. Và một chút minh chứng để cho các vị thấy rằng với cái bộ phận tổ chức này, dù rằng là ta cố tình không dính vào một giáo hội nào, nhưng mà ở trong một cái vùng đất nước kia thì đều ít nhiều vì trong bàn tay thao túng của cơ chế chính quyền hiện tại cả. Chuyện này nó phải như vậy. Chỉ có những người họ trốn trong núi sâu rừng vắng, họ tu một mình, họ tự nhiên làm đạo, không có bị ai lợi dụng, chùa to Phật lớn, không có những cơ sở tráng lệ uy nga, mà họ còn không có vỡ tay xin xỏ điều gì bất cứ từ cơ chế chính quyền, thì quả mai vượt thoát cái sự khống chế của bộ phận an ninh. Bằng không thì thưa các vị, đi lên quanh như kiến mọi người miễn chén thôi, không cách gì dự pháp hết. Và nơi đất nước Mỹ này thì chúng ta đừng tưởng rằng là tự do rồi, không có cái chuyện là ngành an ninh họ đi theo trong cái sinh hoạt tổ chức. Không. Trung bình một ngày bao nhiêu triệu cuộc điện thoại của các vị gọi đều được lưu lại hết. Như ví dụ như các vị thử nói một vài câu gì nó liên hệ đến cái chuyện khủng bố rồi là các vị sẽ gặp ngay, chứ không có đơn giản đâu. Đất nước người ta mênh mông như thế này, hai bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương rộng như vậy và không có một cái chiếc tàu ngầm nó đổ bộ vào để nó đổ cái quân không khủng bố luôn, thì các vị hình dung rằng nó không phải kiểm soát trên mặt đất, kiểm soát trên trời cao nữa kia, rất chặt chẽ. Cho nên chưa hề có một cái sinh hoạt tôn giáo nào ở trên đời này mà không có bàn tay của ngành an ninh đi vô nhé. Nói như thế để biết rằng là ta phải vô cùng năm lọc mười lừa mới có thể đi vào được con đường tu của một cái dòng tu thuần thiện. Bằng không thì dễ lây quay trong những tổ chức mà họ lợi dụng rất là dễ. Ta cũng muốn dương danh với đời, cũng muốn khoe mẽ một chút mặt mũi của ta. Cho nên thưa các vị, đi lên mới là gặp. Rồi tầng thứ hai, về cái phần hình thức này thưa các vị, cái hình thức cạn nhất mà nó cũng vô cùng bắt mắt của chúng ta là gì? Là lễ lược nè, là lễ hội nè, là màu sắc hoa què hoa sói nè, vân vân thưa các vị. Và đạo Phật đã có mặt 26 thế kỷ qua, cho nên những hình thức đạo Phật nó vô cùng rườm rà. Và thậm chí nếu ta không may mắn tu học Phật Pháp cho kỹ, mình bước vào tu thì thưa các vị, những cái loại hình thức nó vô hình thôi, nó cũng giúp cho chúng ta đi vào cái nẻo lạc lầm này rất là dễ nha. Ví dụ như
Kỳ thật cái con đường tu, thưa các vị, không có một cái bằng cấp nào ứng chứng các vị là tiến đến cái tịnh độ nào cả. Kỳ thật là chính nhân giả tự biết cái năng lực tâm mình nó chuyển tới gần nào thôi, chứ nó có thần linh nào biết các vị đang tu đến cái tầng mức nào. Thế nhưng mà những tổ chức tu có khi người ta dùng cái danh rất ư là thơm tho mời gọi, là anh chỉ cần 3 năm, chỉ cần 5 năm là phỏ ký cho anh được chứng cái tầng thiền nọ, chứng cái tầng thiền kia. Lừa gạt mà theo cái tinh thần, tức là vận dụng giáo lý của Đức Phật để lừa bịp nhau. Thế rồi lừa bịp cách tránh trở hơn là cứ đưa đầu đây ta xoa đầu thọ ký cho, ấn chứng cho, và chỉ cần trương cái bản hiệu ra thôi các vị cũng nóng người theo. Đó là một loại hình thức, nhưng mà phi hình thức. Hình thức cản lừa bịp chúng ta là cốc cốc chen chen lừa bịp. Hình thức sâu đó là danh phong hàm, danh mỹ mạo phong hàm chúng ta. Rồi các vị lọt qua cái tầng thứ hai này do vì con đường chánh pháp này giúp cho các vị rất là sâu sắc. Thế nào là tu học chánh pháp thì ta bớt đi được những cái vướng mắc từ cái tổ chức, từ cái hình thức. Khi mình có được cái năng lực học hỏi chánh pháp thành trì thì điều thứ nhất, tâm thức mình nó mở rộng, nó có thể chấp nhận được, mình biết được rằng cái hình thức Phật giáo nó không phải là cái chuyện tô vẽ, mà điều tự nhiên đó là đi vào pháp hành trì cũng cần đi vào từ cái chịu cản của hình thức. Như phải ngồi tụng kinh, tai phải tỉnh mở, tâm phải dính chặt với từng chữ để tâm lăng hang của mình nó gắn về lại nơi đây. Cái này rất là cần những bước đầu sự tu tập. Rồi cần dần dần ta cảm thấy rằng cái hình thức ngồi thiền 30 phút, 50 phút cũng rất là cần. Tại vì thân có an thì tâm dần dần nó an, tâm dần dần nó an thì thân theo đó nó an. Thế thì điều thứ nhất, nơi người có tu học họ không có chấp trước, cũng không có loại trừ, không có sùng mộ hình thức mà không bỏ hình thức nghe. Họ không có thiên kiến lệch lạc rằng là tu mà hình thức quá vậy, không cần. Thưa các vị, họ rất là nhưng mà tâm thức họ nó rất là hài hòa. Họ không có nghĩ rằng là đã biết thiền tập rồi thì cái việc tụng kinh bái sám không cần thiết, tôi không. Đã biết thiền tập rồi không cần niệm Phật, tôi cũng không. Họ rất là hài hòa. Rồi họ hài hòa được trong tâm thức do tu tập, họ hài hòa được trong đời sống bình thường, họ có thể thực tập được ở nhà. Họ thực tập được lúc một mình, họ thực tập đến, họ thực tập những nơi chùa chiền không phải truyền thống tu thiền tông như họ, mà những truyền thống niệm Phật. Tóm lại, từ cái con đường tu học chánh pháp này, các vị xoay ngược lại, các vị lọc lừa được cái nào là hình thức chân chánh của đạo Phật cần giữ gìn, cái nào không cần thiết các vị bỏ đi. Những hình thức cần thiết đó là vào ngày ma chay lễ lược ta rất là cần, nhưng mà không vì lý do đó mà ta một về nghĩ rằng là phải thỉnh tới 100 thầy mới làm cái lễ cầu siêu cho người thân ta siêu. Một hai thầy không nghĩa gì đâu, cũng không có nghĩ rằng là nếu không có thầy thì ta tu cũng được, ta phải bám một thầy cũng không. Cho nên tâm thức người kia vươn đến chiều cao để có thể loại trừ hình thức, để có thể chấp nhận hình thức mà họ không hề ganh tị, phê bình, phán đoán chi về những cái điều nó vô cùng là sai lầm của truyền thống đạo Phật di quả tới hôm nay. Lòng họ thênh thang rộng mở, lòng họ đầy khiêm tốn, họ học với trăm vạn nghìn thầy. Đó là điều thứ ba. Cái con đường tu học chánh pháp nó tặng cái món quà cho chúng ta là như vậy. Thế là thưa các vị, từ cái văn tuệ các vị đã có rồi, nó phát sinh cái chi nữa? Văn tuệ, tư tuệ. Hai cái phần này khi nó thực sự có mặt trong các vị thì nó phát sinh cái phần tu tuệ rất là dễ nghe. Khi mình nghe, mình hiểu, mình tư duy,
Và kỳ thực nếu mình không có trình độ nghe thì mình không tư duy được nhiều. Một cái ví dụ gần nhất là thế này. Ví dụ các vị sáng các vị mát tập tới học với thầy Phương Tịnh, chiều các vị tới học thầy Phương Tịnh, rồi ngày này học, ngày kia học, năm này học, năm kia học, các vị chỉ biết có một người duy nhất thôi. Các vị thấy ồ, quá ra dường như thầy Phước Tịnh là giỏi nhất. Thế rồi các vị có dịp học với 100 ông thầy thì chuyện gì phát sinh? Quá ra thầy Phước Tịnh cũng thường thôi, bao nhiêu điều và ông nói thì thầy khác cũng biết, cũng nói. Và không có gì quan trọng, không có gì là giỏi hơn nhau cả, không phải là ổng là duy nhất, còn có thầy giỏi hơn. Do vậy cho nên khi có nhiều người thì người ta mới cân được đây là nặng, đây là nhẹ, đây là thấp, đây là cao chứ. Do vậy thưa các vị, mở tâm thức các vị học với học đạo Phật và văn tuệ các vị đủ giàu có, đủ mênh mông thì các vị mới có khả năng đối chiếu ngay, mới có khả năng tư duy, mới có khả năng so sánh từng dòng chảy của pháp mà các vị đã từng tiếp thu. Còn không thì ta chỉ biết một hướng thôi, một người thôi, như ngựa che ở hai bên, chỉ thấy con đường phía trước không thấy hai bên, thế thì thiệt thòi. Cho nên từ văn tuệ không muốn nó cũng trở thành tư tuệ đó. Khi văn nhiều thì nó thành tư tuệ đó. Chỉ tự nhiên mà ai có cãi với tôi vì điều này không? Không. Chuyện đó như vậy nó rất là chính xác. Mình học với một người cả đời, thưa các vị, mình thấy thầy mình là nhất. Thế là mình học với 10 thầy, mình thấy ủa, có thầy mình quá là cầm màng với nhất gì đâu. Thì nó là vậy. Và cái điều xin thưa ra đây để củng cố phần này đó là khi văn tuệ đủ nhiều, đủ rộng, thế thì các vị liền có tư tuệ. Và hai cái này nó khởi ra trong tâm thức các vị thì nó phát sinh liền tu tuệ. Thế thì các vị đi vào con đường hành trì. Rồi các vị ví dụ gần nữa, ví dụ như chúng ta đã từng tu học rất là nhiều năm, đã từng nghe kinh, đã từng nghe pháp, và có những lời nó đánh động vào trái tim của các vị, tự nhiên các vị nghĩ rằng là dù có nghe thêm 1000 ông thầy nói nữa thì cũng lanh quanh gần đó. Việc cái chuyện quan trọng là xử lý cái đống phiền não của mình mới là quan trọng, phải không? Mình cứ gom hết, mình cứ gom hết rác rưởi dưới đây, mình không chịu bỏ ra thì thưa các vị, mình thở cũng hôi, mình hà hơi cũng hôi, hơi thở mình từ mũi từ miệng nó đều bay ra cả, thức cũng hôi, ngủ cũng hôi. Cho nên cái điều quan trọng bây giờ phải làm là không có cần phải làm gì thêm nữa, là đào thải toàn bộ rác nó ra. Thế thì từ văn tới tư cho tới hành trì, thưa các vị, nó là một bước tiến tất nhiên thôi. Khi người ta học Phật Pháp đến một độ nào đó thì tự nhiên cái công phu hành trì của họ, thưa các vị, có đi vào con đường tu học rất là dễ. Là một điều chi tiết vô cùng quan trọng trong tam tuệ học này, thưa các vị, ba phần này nó có mặt trong nhau, có cái này là có hai cái kia. Các vị có tu thì nó nuôi dưỡng được văn và tư, rồi các vị có tư thì nó nuôi dưỡng được văn và tu. Ba phần này là một. Tôi học lóng được đệ tử tôi, nó nói thưa thầy, không cần nhiều thầy, một cái chùa mà mình có một cái thư viện á, mình tổ chức cho chư tăng mỗi một tuần, nghĩa là có 2 tiếng đồng hồ lên thư viện học. Và có nghĩa không cần học, ảnh lên đó là ảnh lựa sách ra chơi, thì ảnh lấy cuốn sách ra, ảnh đọc một luật, ảnh đọc tên, ảnh để vô, ảnh lựa cuốn khác. Như vậy nhưng mà cũng nâng được cái trình độ tri thức của học tăng lên đó thưa thầy. Và câu này đúng hay sai? Đúng. Thưa các vị không cần nhiều, các vị mỗi ngày các vị cứ lật sách ra, các vị đọc một luật của cuốn sách thôi. Đọc vài ba, vài ba chương nào các vị thích, đừng đọc ngấu lục nghiến. Đọc ngấu lục nghiến có khi mình không nhớ chi, nhưng mà mình thích cái đoạn nào cứ dở ra đọc như kiểu bó kiều vậy đó. Thưa đại chúng, là tôi có một thư viện sách, tu viện có một thư viện riêng, còn tôi phải mua sách, làm một cái thư viện riêng, sách luôn chất trên đầu giường. Cuốn nào tôi cũng đọc mà cuốn nào tôi cũng chưa từng đọc.
Tại vì đọc cái kiểu cuốn nào cũng đọc ra, đọc một lục, đọc lời nói đầu, đọc chương kết, lựa hết chương nào thấy lý thú nhất đọc thử để nó đọc cuốn nghe. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là có những lúc mình cần, tự nhiên là cái chủ đề sách hoặc những vấn đề trên sách nó bật lại trong tâm thức mình rất là dễ. Nó khơi động lại, nó níu ra rất là tự nhiên thôi. Cứ bỏ nó tưởng chừng như là mình xếp vào xó, nó vô tội vạ, nhưng mà thứ không, nó nằm yên đó, lúc cần thì xài được. Mình đọc truyện từ bé thơ, nhưng mà thưa các vị, những lúc mình đem Phật Pháp ra chia sẻ với các vị rồi, mình nghĩ rằng cần có một cái ví dụ gì cho nó sáng tỏ ý, thế mình liếc ngang vào vòng là tự những cái kho chứa trong tâm thức mình nó buồn, nó đây, đợi sẵn này, thế thì lượm ra xài thôi. Có khi đó là Tam Quốc, có khi đó là Tây Du, có khi là truyện kiếm hiệp của Kim Dung, có khi đó là truyện Phong Thần, vân vân, tự nó nhảy ra thôi. Cho nên chưa hề có cái văn tệ nào mà nhớ nghe, chưa hề. Các vị đọc đi, mỗi ngày một chương kinh. Và thưa các vị, kinh làm giàu năng lượng tâm linh nó vô cùng. Một bài kinh của Đức Thế Tôn, có khi mình đọc, mình nhận vô, nhận ra, đọc nó không vô đâu. Tại vì kinh Văn A Hàm đọc vô, nó trùng ngôn lập ngữ, ngán gần chết. Thế nhưng mà cứ kiên nhẫn đọc, mình đọc một bài kinh hay là một trang kinh rồi mình nhắm mắt lại. Mình nghĩ cách này hay nhất bài cho các vị để đi vào văn tuệ, nhắm mắt lại. Hỏi thầm ra là cái đoạn này Đức Phật nói cái chi, mình có thể tóm ý lại một câu thôi. Câu đó là câu gì? Đó là các vị tóm ý được một trang sách bằng một câu, thì các vị có khả năng làm cho một câu đó thành một trang sách. Khó gì đâu. Rồi các vị đọc ngang qua một cuốn sách mà các vị làm được điều này, thì các vị lượm cuốn sách đó, các vị bỏ vô túi không kêu rồi, đốt bỏ cuốn sách không cần xài nữa cũng được. Ý chính của người ta mình nắm hết. Rồi con đường học tập, thưa các vị, không có một nhà học giả nào họ không đi vào con đường này để họ trở thành những người giỏi ngay. Bởi vì như cách thức mình biết hết, mình không thèm làm thôi. Cho nên không giỏi được thôi. Chứ còn mình làm thì mình sẽ giỏi vô cùng. Biết vậy đó, nhưng mà không thèm làm là miếng vô cùng. Tóm lại, điều mình muốn thưa xin ôn lại thế này. Thưa các vị, văn tư tuệ này nó nuôi dưỡng tu tuệ và nó đưa các vị vào pháp hành. Điều thứ hai, khả năng của văn tư tuệ này các vị chỉ cần đi vô một phần thôi thì các vị có hai phần kia. Chỉ cần đi vô văn tuệ thì có tư và có tu, chỉ cần đi vô tu thì hai phần kia nó cũng được lôi lên, có mặt theo. Tùy vào cái căn cơ của mình, hoặc mình thích sách vở, mình thích nghiên cứu, mình thích học hỏi, mình đi vô cửa đó trước. Cái gì hứng thú nhất mình đi vô đó trước, là mình làm những cái khác sao? Dạ, nó mở bung ra bảy cửa còn lại. Và các vị học Phật Pháp một môn thôi, ví dụ như các vị đi vô bát chánh đạo thì nó mở bung luôn được 37 phẩm trợ đạo, chứ không phải là chỉ có một chánh kiến nó mở được 7 phần kia. Pháp của Phật đặc biệt là một giọt nước là đại dương, và đã vô luôn lại thành một giọt nước. Đó là bước thứ ba của cái tâm thức của người có tu học, phải phân biệt tinh tường. Chứ đừng nghĩ rằng là bất cầu chân, bất đoạn ngộn như cái đoạn chứng đầu ca, rồi ta xô dạt mọi thứ, ta không cần phải dùng cái trí năng phân biệt phải quấy, dở hay, đi từ cái lớp cạn nhất cho tới lớp sâu, thế thì mình đồng. Thế rồi đi vô công phu hành trì. Mình chia ra công phu hành trì này hai tầng á. Một tầng là hướng ngoại, một tầng là hướng nội. Hành trì mà hướng ngoại ở mức độ thăm dò được đó là chi? Đo được cái mức độ thành là của công ô tô bằng đạo hạnh nè, còn đức độ nè, bằng cái sự quý trọng thương mến của người Phật tử quay quần chung quanh mình, bằng cái danh to tát càng ngày càng được người ta ngưỡng mộ,
cũng là một loại hướng ngoại. Rồi hướng ngoại ở cái tầng tâm linh thì thưa các vị, mình tu để mình vãng sinh về chỗ nọ chỗ kia, mình thành đạt được vị Phật có hào quang vân vân, tức là từ cái tưởng của chúng ta, tức là từ cái nền là tôi là người như thế này, tôi tu thành đạt đạo giải thoát thì tôi phải sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia. Thì thưa các vị, ở phần cạn như thành tựu đạo đức, thành tựu phẩm hạnh, có được quy danh, có được đạo đức làm đạo và được người ta kính trọng, để vì đó là cái phần cạn của hướng ngoại. Phần sâu hướng ngoại đó là cái phần là thành đạt được đức hạnh, có chư thiên đại ba cúng dường, rồi sâu hơn nữa là được sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia, thì cũng thuộc về trạng thái của tâm thức hướng ngoại. Tại sao? Tại vì ta còn sinh thì còn diệt, và không có pháp hữu vi nào không sinh và không diệt cả. Chỉ đạt đến cái pháp vô vi niết bàn thì mới bất sinh bất diệt thôi. Bệnh nhất, cái mà ta không thấy được đó là những cái buồn vui của ta thì nó đã sinh rồi. Niềm vui của ta dù là cái niềm vui rất là tinh tế, nếu nó đã sinh ra thì nó phải chấm dứt nha. Thế thì ngay tự thân các vị có thể kinh nghiệm được cái gì có bóng dáng dù mờ nhạt, không thể chụp hình được, nó cũng có sinh thì nó có diệt. Chỉ có trạng thái tâm tịch, tịch tỉnh, bình lặng, rỗng sáng hiện tiền thì nó vốn là cái tự hữu, không sinh cho nên nó không diệt. Ngay tự thân thì các vị kinh nghiệm được trạng thái niết bàn, vốn là không sinh mà không diệt. Còn trạng thái hỷ lạc thì có sinh cho nên phải có diệt. Và chưa nói đâu xa, ngay tứ tầng thiền thôi là cái tầng cuối là xả niệm thanh tịnh. Đầu tiên là gì? Ly dục, ly sanh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc. Và tầng thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Nó liên hệ đến cái tầng này. Đầu tiên là ly sinh hỷ lạc, thứ hai là định sinh hỷ lạc, thứ ba là ly hỷ có cái diệu lạc, và cái thứ tư là xả niệm. Thì các vị nhận ra điều này. Xin đại chúng, mình xả ly ái chấp, xả ly nghiệp thức, xả ly trạng thái tâm buồn giận ghét thương ở mức độ cạn nhất, thì các vị xả ly tất cả vọng thức bời bời của các vị, thì các vị đã có được cái niềm vui an trú trong chánh niệm ngay. An trú trong chánh niệm là an trú trong cái trạng thái luôn nhận biết chói sáng hiện tiền, thì các vị đã có một cái niềm vui rỗng rang thanh tịnh. Nhưng mà bước vô cái tầng thiền thứ hai thì vẫn còn những cái sao động cái niềm vui, thì vẫn chưa an trú trong định. Cho nên bước thứ hai là nước định lóng lặng, dùng thiền chỉ đoạn trừ cái trạng thái của cái niềm vui chánh niệm mà chúng ta có, do vì chúng ta xả hết tâm phàm, xả hết lục thức. Thì cái định này, thưa các vị, khi người ta chìm vào đó, người ta có thể ngồi cả tuần lễ an trú trong định rồi. Thưa các vị, có khi cả tuần lễ thấy như một tóc tai, nó có một cái niềm vui nhất định. Và đa phần có những vị thiền sư duy trì cái tuổi thọ 700-800 năm, như trong Long Nhân Lục mình có lần đọc, nó có một vị đi vào Trung Hoa vào thời Do Tần. Thế rồi tới thời Tống, tới 1300 năm thì phải. Người ta đi vô rừng, người ta hạ một cái cây xuống, ở tới chừng người ta xẻ cây ra, quá ra trong đó có một vị sư. Và mang ra thì thấy ống tay mọc ra nó cũng tròn như thế này. Và tới chừng đem ra thì thưa các vị, người ta tưởng một cái xác là sao thấy còn tươi bưởi hồng hào. Ống tay thì rất dài, ngồi xếp chân kiết già, tóc phủ dài hết, dán tóc ra thì mặt mày còn rất là hồng hào.
Cho nên người ta quản hồn về thưa với vị thầy trụ trì ở chùa đó, may mắn thay đó là vị thiền sư ổng biết, ổng nói ngài đó là người nhập viện tận định, chưa phải là một cái xác chết để ta đánh thức. Thế rồi ổng đem chuông đó, ổng gõ từng tiếng nhẹ, cái tiếng chuông nó ngân nga, và phải mất rất là nhiều thời gian ông cụ mới xả định ra. Khi các vị đi tới cái tầng xả niệm thanh tịnh, thì ta hình như rằng là từ cái con đường hành trì ban đầu có thể là hướng ngoại. Thế rồi các vị càng tu thì các vị phải càng đi vào chiều sâu là hướng nội nhé. Hướng ngoại có thể là ta cầu xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Ta thấy hào quang trong lúc ta thiền tọa công phu. Thế nhưng mà đang đến cái chỗ rỗng rang thanh tịnh tuyệt đối thì thưa các vị không có hào quang ấy. Các vị thiền sư của truyền thống Nam truyền bây giờ thì những người thiền sinh tu tập mà không có hào quang hiện là các ngài chưa có ấn chứng cho đã qua được cái tầng thiền ngõ tầng thiền kia. Vô mấy cái trường thiền của ngài Báo nó có điều này, trường thiền của ngài Siêu Minh cũng có những điều này. Cho nên thưa các vị, trên con đường hành trì cái điều hướng ngoại này nó rất dễ phát sinh và người ta dễ đi vô vào con đường tu. Thưa các vị, nó cũng khá mời gọi. Thế nhưng mà cái con đường hướng nội này thì càng đi vô thì nó càng tẻ lạnh, nó không có chứng nghiệm hào quang ánh sáng, cũng chẳng có hỷ lạc gì. Tại vì càng đi vô chiều sâu thì nó càng gần với trạng thái của niết bàn bản nhiên nơi các vị vô sinh vô diệt rỗng lặng tịch nhiên. Rồi cái ví dụ gần thì chúng ta hiểu điều này rất dễ. Ví dụ như mình lái xe đạp thôi, mới tạm lái xe đạp, đường rộng lên thang, ngó từ đường xa thấy có cục đá, nó coi chừng cán cái cục đá ngã xe. Thế nhưng mà rồi phải lái ngay lên rồi phải té ngay cái chỗ cái cục đá, mà đường thì rất rộng mà nó tìm ngay cục đá nó lái. Rồi tới chuyện bước thứ hai khá hơn thì chuyện gì phát sinh, cũng phải đổ mồ hôi mới có thể kèm lái chiếc xe một cách thông dong ngay. Bước thứ ba thưa các vị, kèm lái rất nhẹ nhàng và lách và tránh người cũng vô cùng là đơn giản. Bước thứ tư buông tay, không cần cầm lái, tự nhiên là mình dùng cái thân mình mà lái được chiếc xe và cái sự phản ứng nó vô cùng nhanh nhẹn. Rồi cái cuối cùng hướng nội là gì, dù sao thì anh cũng còn đạp xe, cuối cùng hướng nội là không đi xe nữa, đi bộ đứng gì hay đó, trở lại cái trạng thái rất là bình thường. Còn mình leo lên xe thì thưa các vị bắt đầu tập tành cực khổ, rồi cuối cùng trở lại cái con người đó là anh là con người đứng vững hai chân trên mặt đất, anh có cần cố công gì không? Còn nếu anh còn ngồi trên chiếc xe thì thưa các vị, anh phải dù là anh giỏi mấy, anh ngồi trên chiếc xe anh chạy không cần cầm tay lái nhưng mà anh cũng vẫn dụng lực chứ. Nếu anh ngồi yên đó, anh muốn cho chiếc xe nó đứng yên, mấy cái tên nó xịt nó ngồi trên chiếc xe một bánh đó, các vị thấy là nó ngồi yên nhưng mà nó cũng hay vận lực nhất định để nó làm cân bằng chứ. Thế cho nên tới cuối cùng của thành đạt niết bàn hàm nghĩa rằng là bước chiếc xe đi, trở lại cái con người bình thường không có xe cộ gì cả, hắn đứng yên, hắn đi tới, hắn đi lôi, hắn dung nhăn dung nhẹ y như ban đầu hắn đã có. Cái khả năng tự hữu là khả năng con người các vị không còng tròn thêm cái chi nữa cả. Bắt đầu con đường tu là do vì sao? Do vì vô minh nó tràn đầy, do vì là ta cứ nghĩ là ta phải tìm một cái gì ghê gớm lắm, Phật là cái gì xa vời lắm. Trong khi cái bản chất tâm thức của các vị bản nhiên vốn đã là cái năng lực tự hữu, thanh tịnh, rỗng rang, hiện tiền, không dính một chút phiền não nào nghe. Thế nhưng mà ta vụng về, ta nghĩ rằng ta là phiền não, ta bị bệnh quan tưởng, ta đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào lo âu, vào suy nghĩ. Và nó hành hạ ta tội nghiệp quá, cho nên ta bây giờ tìm cái cách để loại trừ cái nỗi bệnh quan tưởng của ta. Thế rồi, tới thầy ổng dạy cái chi? Ổng dạy cho các vị là tập dần nè, bây giờ phải biết rằng anh không phải là
con gà nè, anh không phải là những cái bệnh quan tưởng nè. Đầu tiên anh phải trở về, anh nhận biết là từng cái động thái của anh. Anh nhận biết khi nập cánh nó làm sao, anh cái ó nó làm sao. Đó, liền dần tập cho anh. Cái cách của con người rất là người. Dường như mình kể cho các vị nghe câu chuyện này. Có một hoàng tử nọ, mình kể câu chuyện này để nó sáng ý mình muốn nói là tu thành đạt được con đường hướng nội trở về trạng thái niết bàn. Nó hàng nghĩa là trở về con người đã có từ ngàn vạn thở chứ không phải là thêm chi cả. Hoàng tử kia, anh bị cái bệnh hoàng tử, anh thấy anh là con gà. Và thưa các vị, không có thầy thuốc nào trị bệnh mà có thể cứu được tình trạng này cả. Cho uống thuốc trị về thể lý cũng không xong, và rước những nhà tâm lý trị liệu tới dạy anh cũng không xong. Cuối cùng có một ông già người ngợm rất là cáu bẩn, và vị thầy đó nói tôi xin trị cho thái tử với điều kiện là sau khi hết bệnh thì hoàng đế phải tặng cho tôi một vùng đất nơi núi kia để tôi xây dựng một cái nơi chốn yên bình giúp cho bao nhiêu người ở tới tu tập. Hoàng đế nói cái tướng mạo của ông, và ông dám tự hào rằng ông có thể trị bệnh được cho hoàng tử ta, nói không, ngài thử đi rồi biết. Nó thế thì được, lần đầu tiên để làm quen với hoàng tử của ta, ta mời ông vô gặp hoàng tử ta để có thể là nói đôi lời cảm thông. Thế là mời vô hoàng tử, thấy hoàng tử đang nằm dưới gầm bàn, cái ông không cần làm gì thêm, ông liền lủi gầm bàn, đập tay vô người, ông thấy ó một tràng dài. Ông niệm Phật, nó mi là cái đồ gà con thôi nha, ta mới là gà cồ đây. Mi không biết rằng là ta là chúa của loài gà. Thế rồi, ông cũng ăn như hoàng tử ăn, và ông bươi như hoàng tử bươi, tức là làm cái phong cách y như gà. Thế rồi một hôm, ngồi bàn chuyện vậy ăn, hoàng tử nói này, anh là gà mà, tại sao anh ăn vậy? Nói, đúng, ta là gà, nhưng mà ta chúa của loài gà, ta bày cho mi cách. Bày cho mi cái cách làm gà hoàng đế, chứ không phải làm gà tép riêu như mi đâu. Và gà hoàng đế là phải biết ngồi trên bàn ăn như loài người, để cho loài người sợ. Thế là thưa các vị, hắn vận dụng lần lần cái sự thông minh, lần lần cái hoàng tử thấy, ồ, hóa ra là lâu nay ta tự nghĩ ta là gà, nhưng đích thực ta là một hoàng tử mà. Và lúc đó thì hết bệnh. Hết bệnh thì cái chuyện gì phát sinh? Chẳng có gì thêm cả, phải không? Chỉ rớt đi cái quan tưởng mà thôi. Thế thì con đường tu nó là như vậy nghe. Mình nghĩ rằng mình công phu, mình hành trì, mình miệt mài, mình tỏ thiền, mình tụng kinh vân vân để làm cái gì thêm, nhưng mà kỳ thực không có thêm. Mà kỳ thực là để quay về trả lại cái bản nguyên tâm của anh. Thì cái ví dụ này mình nghĩ nó đủ sáng để cho các vị hiểu rằng cái bản chất tâm của các vị trên cái con đường hành trì hướng nội, nghĩa là quay ngược về để thấy bản chất ta vốn là cái năng lực tâm chiếu sáng như một mảnh gương. Mọi phiền não là cái vật bị rọi vào, chẳng qua nó chỉ là cái bóng rọi vào gương. Ta có dính chi với phiền não? Ta là người đang thấy phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt mà. Và khi các vị thấm đạt được điều này, hiểu được điều này rồi, thì thưa đại chúng là hoàn cảnh nào không cho phép các vị làm điều này không? Không. Nơi đâu các vị cũng có thể công vô hành thì được, tại vì lúc nào các vị cũng có khả năng nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là những suy nghĩ thì thầm đang hiện bóng trong các vị. Các vị là người chiếu sáng nó, chứ các vị không hề là nó. Và những lúc tu dễ nhất và công phu đắc lực nhất là những lúc nào? Những lúc có phiền não nha. Tại vì khi có phiền não thì có điều kiện để anh rọi sáng nó, chứ còn không có phiền não thì anh đâu biết anh ở đâu. Cũng như có cây cối, rừng thưa, rừng dày thì anh mới thấy gió đang sao động rừng. Nói thì người ta nghe nghịch, nhưng mà kỳ thực rất đúng, là tại vì khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương là cái điều kiện tốt lành nhất để anh dùng cái năng lực nội quán, anh đi vào cái chiều thâm sâu của công phu hành trì. Thế rồi tầng thứ tư, thứ năm, trải nghiệm. Khi mình bước tới cái tầng này, thưa các vị, là đã giỏi lắm rồi nghe.
Các vị có ít nhiều công phu tu tập, các vị có thể ngồi tĩnh tại trên ghế sofa, nằm dài trên thảm cỏ hoặc nằm trên giường. Chỉ cần nhắm mắt là một việc vô cùng đơn giản, là mỉm cười nhìn những cái buồn, cái giận các vị đang đến, đang đi, nhận diện nó. Nó là người khách đến đi, ta là người đang quan sát nó. Thì gọi là có ít nhiều trải nghiệm. Trải nghiệm tâm ta vốn không dính với phiền não. Tâm ta là năng lực nhận biết phiền não. Rồi cuối cùng thành đạt, cuối là chứng nghiệm cái gì? Chứng nghiệm anh vốn là hoàng tử, anh không phải con gà. Thế thôi, tự nhiên trở về cái bản chất thực. Anh vốn là trạng thái nhận biết. Và thiền đạp, thưa các vị, đi một chiều dài để trở về cái bản hữu các vị đang có, là cái năng lực tự hữu, là tâm Phật đang chói sáng nơi các vị. Và khi người ta đạt đến cái ngưỡng cửa này rồi, thì thưa các vị, người ta có thể lợi dụng mọi cái hoàn cảnh để họ tu tập. Kỳ thực á, là những người ở trong trại giam như thầy Thiện Tâm, thầy có dịp thầy đi mua á, dạy người ta những bước hành trì từ cái thiền chánh niệm đi vô. Và nếu có điều kiện họ khơi mở tâm thức, họ nắm được pháp hành, họ phân biệt được cái phần nào là tâm sinh diệt nơi họ, phần nào là tâm bất sinh đang chói sáng, đang thấy tâm sinh diệt đang đến đang đi. Thế thì trong cái hoàn cảnh của nhà giam, thưa các vị, họ có thể an trú trong pháp hành ở hành trì. Đây là cái nơi chốn có thể chuyển lực từ nhà giam mà thành thiền đường, không phải khó. Cái điều kiện người ta nuôi ăn, nuôi ở, và chỉ cần 10% một cái số người có thể tu tập được như vậy, thế thì nó chuyển hóa được cả một trại tù. Đây là những điều nó vô cùng cụ thể. Khi chúng ta tu rồi thì chúng ta nếm được những điều này thôi nha. Các vị đi qua đã nhiều tầng rồi, cho nên các vị mới có khả năng trải nghiệm được là tâm ta có hai phần, cái sinh diệt mất còn đến đi, còn cái phần chánh niệm sáng tỏ hiện tiền là cái đang quán chiếu, đang là con người nhận biết tình trạng sinh diệt đang đến đang đi. Các vị đã đi ngang qua được nhiều tầng rồi, bây giờ cái việc còn lại đó là ít nhiều gì chứng nghiệm được cái trạng thái tâm có những lúc an bình tĩnh lặng. Thế thì con đường tu nó đã gần kề đến cái chỗ trở về bản thể tự hữu của các vị. Mình không cần nói chứng niết bàn làm chi cho nó nghe ghê gớm, nhưng mà trở về cái trạng thái các vị đã có. Tóm lại, đành rằng cái câu ở trong kiến đầu ca bảo rằng là bỏ vọng hướng về chân, nó cũng là một loại vọng. Nhưng mà khi cái trình độ tâm thức ta đạt đến cái chiều sâu của con đường hướng nội, thế thì các vị tự nhiên rời điều đó. Chứ các vị đừng học một vài câu rồi nghĩ rằng là tôi không cần phân biệt thiện ác, tôi không cần hướng tâm về công phu hành trì. Thứ không, bước đầu rất là cần cái phần này đây. Một cái tâm thức đủ thông minh, bén nhạy và rất tinh tường để có thể đi vào pháp hành trì của Phật. Tóm lại, một câu ngắn đó là không thông minh không tu được nhé. Không thông minh không tu được. Đừng tưởng rằng là Phật dành cho người ngu. Không, dành cho bậc trí ấy. Đạo Phật không phải là đến với chúng ta, phải chỉ có đơn thuần niềm tin là đến với đạo. Mà chúng ta cùng đến với đạo bằng con đường của trí tuệ. Mà kẻ trí, thưa các vị, có hai phần. Một là cực kỳ thông minh cho nên cực kỳ kiêu ngạo thì cũng khó đến với đạo, không mở lòng ra để nghe, để học hỏi chánh pháp. Còn kẻ trí và tâm thức của họ, nó trí tuệ thực sự, nó không kiêu ngạo, thế thì đến đạo Phật rồi, thưa các vị, có khi công tu một ngày thôi bằng chúng ta mày mò nhiều kiếp đó. Tại vì quá thông minh, nghe điều này là hiểu liền, là có thể nhận ra được cái điều phải làm ngay, biết rằng là buồn vui hờn giận bất an ưu tư sầu muộn vốn là cái bị biết, vốn là đối tượng bị nhận diện. Và nếu nó là đối tượng bị thấy, bị nhận diện, thì cái phần thấy, phần nhận diện không phải là buồn là vui, là cái thể tâm bất động vô sinh thôi, và thể nghiệm liền, không phải khó.
Cho nên cái yếu tố quan trọng đó là đừng có nghe, bỏ vọng tâm, thủ chân lý, cuối cùng thành sở nguyện. Mà ta nên nhớ rằng bước đầu là tâm thức vô cùng bé nhẹ, tương tượng rất là trí tuệ mới đi vô pháp hành trì của Phật được. Phần thứ hai mình đi vô cái đoạn này, đó là chi? An trú ngay nơi tự tánh. Hiện tiền anh đang có 5:30 rồi. Ủa, 1 tiếng 30 mấy phút chứ gì đâu. Mình cứ tưởng mình mới nói có 30 phút thôi chứ. Thôi để dành 3 tiếng. Cảm ơn đại chúng. Rồi mời. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tỏ thành Phật đạo. Quý vị duỗi chân ra so với một tí.